Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình lại đến với khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai, vào tham quan công ty Ngọc Phượng các bạn. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn xem một cái hộp số thay cho cái hộp số sớ của năm 1970 các bạn. Là cái hộp số này là có là hai ba cấp độ sớ các bạn. Là ba cấp độ sớ sớ ba cấp độ số. Đó. Thì ở đây là một cái mẫu để mình quay cho các bạn xem. À, thì cái mẫu này thì anh em cần thì alo bên mình sẽ sản xuất hàng loạt thay cho cái hộp số sớ của năm 1970 là cái dòng hộp số đó, số sớ cái này thì sẽ đưa vào máy các bạn, này đưa vào máy, cái đuôi chuột này đưa ra cái dàn sớ. Đây thì có ba cái số sớ, ba cái số sớ, nói chung là có ba cái số sớ để cho anh em lựa chọn. Đó. Hộp số sớ này thay cho năm 1970. Đó, anh em cần thì alo ha. Đó, và đây đây là một số cái vỏ của cái hộp số mà của máy cắt các bạn. Đó, anh em cần thì alo ha. Hộp số này là cái vỏ này là cái vỏ bằng thép các bạn chứ không phải vỏ bằng nhôm ha, rất là dày luôn. Rất là dày luôn. Thì giao cho mọi miền đất nước ha, anh em cần thì alo ha. Đó. Đây các bạn thì bên mình cũng có sản xuất linh kiện phụ tùng dàn cuộn gom ha. Thì linh kiện phụ tùng dàn cuộn gom ở ngoài thì các bạn mua là thí dụ như ở ngoài là mình mua là 40 mấy triệu, 40 triệu gì đó. Thì ở đây mình chỉ nó sẽ rẻ hơn ở ngoài ha, là từ 30 mấy triệu là mình gáp được cái dàn cuộn gom ha. Có luôn. Linh kiện phụ tùng dàn cuộn gom ha. Đó. Anh em cần thì alo ha bạn. Đó. Và đây các bạn, đây là một số vỏ hộp số ha. Đó. Vỏ hộp số của máy kéo lúa. Đó. Máy chặt đất á. Thì anh em cần thì alo ha bạn. Đó. Đây có sẵn đây. Vỏ hộp số của máy cắt. Máy kéo lúa, máy cậu lúa bạn, máy cậu lúa, máy chặt đất á. Nói gì đi cho anh em dễ ha, hộp số quơ á.